Cùng với sự phát triển của xã hội thì quan điểm cũng như là cách nhìn nhận về giới tính của cộng đồng LGBT nói chung và những người chuyển giới nói riêng đã có rất nhiều chuyển biến. Tuy nhiên, điều đáng nói là tại Việt Nam thì nghiên cứu về người chuyển giới mới chỉ là đang bắt đầu và là một câu chuyện khá rẻ rặt, cộng với nhiều nút thắt làm hạn chế không nhỏ tới đời sống xã hội của người chuyển giới. Và một trong những nguyên nhân căn bản dẫn tới những hạn chế đó là do chưa có đủ hành lang pháp lý về quyền của những người chuyển giới. Là một trong những người đứng đầu của một tổ chức xã hội dành cho những người chuyển giới nữ tại An Giang. Tuy nhiên, chị Hồng Phi hay còn được công nhận trên giấy tờ tùy thân với cái tên Quách Chí Thiện. Cùng bạn bè trong cộng đồng chuyển giới của mình vẫn gặp không ít khó khăn khi đang sống với hình hài họ mong muốn nhưng lại không được pháp luật công nhận và bảo vệ. Mình cũng từng cầm một cái passport mình xuất cảnh và mình vì cái passport đó lúc đó mình hình ảnh còn con trai. Thì mình phải đứng mất thời gian để giải thích là vì tôi là người chuyển giới cho nên là hình trong cái hộ chiếu và tôi bên ngoài khác nhau. Đó là một cái bất cập. Quyền công dân thì em nghĩ là em cũng có quyền để đổi tên nhưng mà họ cũng không cho tại vì họ bảo là tên và giới tính phải trùng khớp với nhau. Nên là đến tận bây giờ em vẫn rất ngại làm những cái việc gì mà nó liên quan đến giấy tờ về thủ tục. Không có giấy tờ cá nhân, khó khăn với các thủ tục hành chính, bị xâm hại và thậm chí là không được đảm bảo về sức khỏe. Đây đều là những cái khó, những nguy hiểm thường trực của những người chuyển giới sau khi trải qua những cuộc đại phẫu để được làm chính mình. Để một người chuyển giới nữ mà đi làm, họ sẽ phải show ra cái việc hình ảnh của họ, giấy tờ là nam. Thế nhưng mà cái ngoại hình của họ là nữ thì họ rất khó chấp nhận, hoặc thậm chí là họ không có tiếng nói thôi. Và thậm chí là có rất nhiều bạn khi biết là người chuyển giới là bị đuổi, là bị đánh đập. Thì do cái pháp luật chúng ta chưa có cái quy định, chưa được thừa nhận. Thế cho nên là những cái việc mà chăm sóc về mặt y tế đối với lại các cái đối tượng này gặp rất nhiều cái khó khăn. Thế còn cái khó khăn về mặt hộ tịch, nhưng trừ những cái người nổi tiếng thì người ta còn nhận ra, chứ còn những người mà không nổi tiếng, thế mà đi chuyển đổi giới tính thì vẫn chứng minh thư là con trai hoặc là con gái, thế nhưng mà mang hình hài thì lại ngược lại, cho nên gặp rất nhiều khó khăn là trong cái quá trình về lao động, sinh hoạt, rồi là học tập, nghỉ ngơi, giải trí, đi đường. Liên quan đến vấn đề này, mới đây hồ sơ dự án luật bản dạng giới liên quan đến quyền chuyển đổi giới tính của công dân đã được trình đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị xem xét. Với dự thảo đề nghị xây dựng luật gồm 5 chương và 27 điều cũng được cổng thông tin điện tử Quốc hội đăng tải để lấy ý kiến của người dân. Còn nếu như mà chỉ có mỗi chúng tôi là những cái cơ quan xây dựng pháp luật xong chúng tôi cứ đề nghị đưa vào, nhưng mà bản thân cái người chuyển giới người ta cũng không đấu tranh một cách mạnh mẽ, đấu tranh một cách bài bản mà nó có cả một cái tính cộng đồng để người ta đòi hỏi cái quyền của người ta phải được hưởng, xứng đáng để được hưởng mà đã được cái hiến pháp cũng như được pháp luật công nhận thì cái dự thảo luật mới sớm được thông qua. Đảm bảo quyền lợi công dân, tạo cơ hội cho những người chuyển giới được sống và làm việc. Tuy nhiên, với các quy định về luật chuyển giới nên được triển khai như thế nào, quy định cụ thể ra sao, có lẽ không chỉ trong một sớm một chiều mà còn cần nhiều hơn nữa dựa vào cuộc mạnh mẽ của các bộ ban ngành cũng như sự tham gia của bản thân cộng đồng người chuyển giới.